Rồi 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 mẹ ơi, mẹ ơi, rồi cứ đi tới giùm con đi. Dạ, rồi cứ đi vô bình thường đi. Rồi mấy bạn nữ mình vỗ tay cái luôn coi, vỗ tay cái cho cô đi vô. Bạn nam vỗ tay luôn. Chú Nghĩa Phụ đi vô luôn, chú Nghĩa Phụ ơi, chú Nghĩa Phụ đi vô với con, chú Nghĩa đứng đó đi. Rồi chú Nghĩa Phụ vô chú nè. Rồi chú Nghĩa Phụ vô trình lễ, rồi đi vô đi. Em vô chưa chưa, đi vô đi rồi, rồi xong rồi. Xong rồi là cưng đứng đó nghe Tâm. Rồi tay trao cái mâm nào cưng đi tới đó là bưng qua mâm đó bên đàn gái vậy mà đẹp biết không. Chị đâu chụp hình luôn đi. Có bộ hả? Rồi, gái nhìn đây luôn nha. Bữa nay sao nhìn ai cũng đẹp chứ người ta. Giờ bố bông lên cái ra chú gãy đúng rồi. Thôi, mâm vô hỏi đâu. Rồi, chào mâm đi. Rồi, chào mâm đi. Từ ngự không ấy, từ ngự đi. Từ ngự đó, chào chào trước qua. Rồi, chào trước qua đi. Ngự trước luôn, đứa trước. Rồi Tâm đi dạy tới, rồi đi dạy tới khúc mâm đi. Thắp chương xíu, thắp chương xíu luôn. Rồi đi dạy tới là khúc mâm qua, khúc mâm qua. Rồi nhìn đây các con mọi người ơi, mọi người ơi. Rồi mấy bạn nữ. Chưa chưa chưa. Rồi mấy bạn nam mình vỗ tay cái cho chú rể đi vô luôn. Rồi rồi chú rể đi trước. Rồi dàn khúc mâm đi, đi tiếp theo. Cổng sắp ghế sẵn hết trơn rồi. Sao mình được vô không anh? Rồi vô, vô uống nước đó vô bạn. Uống không? Uống bia luôn không? Uống bia, lấy bia. Hay là uống trà? Được luôn. Mình thấy buồn thì dở không mâm nghe bưng vô rồi tao đang viên mà dở dở mâm ra dở trên đây rồi. Vô đi em. Bưng vô đi em, kiếm gì chắc ra rồi. Ai bưng cái gì à? Ai bưng mâm nào đó, giờ bưng lại mâm đó.
rồi nhìn anh trước cái luôn nha, nhìn anh lên cái luôn. Rồi, cảm ơn em đã đến bên anh khi anh tay trắng tương lai chưa hoàn thành. Cảm ơn em đã kề vai sát cánh thương một người dù đời còn bấp bênh. Chị đi gõ bài chạy rồi. Thật hạnh phúc. Xe đâu? Qua vô xa. Điều xe đi. Là cả bầu trời tương lai. Xe đi tung ba được mà. 1 2 3 4 em theo. Đi xe mà đi bỏ đi. Tay. Từ nơi đông đúc bông chen đô thành dường nhau về đây. Có ủa, hồi nãy út vô đi bỏ đi xe. Bàn tay mình xây mà. Chỉ mong gần nhau đầu ba răng lông tới da. Xe đi bỏ đi xe. Em nghe lòng mình lòng. Bình bình về mà tình mình biết bao niềm vui. Có em về đây sớm thâu ngày đêm rộn vang tiếng cười. Kiếm thêm thằng tí thì còn gì tuyệt vời bằng anh ơi. Mời đó không ơi. Em mời. Mời thằng gái vô. Mời thằng gái vô. Mời nhà gái. Mời nhà gái vô coi. Mà nhà gái vô em đại diện bên nhà trai mà. Có luôn hả? Ừ. Đọc đi. Vô nhà. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng mời anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Đến năm mới, ngài làm thơ, thương rồi nhớ mà cớ sao lòng thần thờ. Yêu là cớ, chân dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lén chín tháng mười ngày có cuộc cưng nuôi. Cũng xì xăm đôi mình nhìn tụi nó tinh bơi bên à. Nhậu sáng đêm rượu 5 lít bia 50 lon đóng phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xui thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui. Lo măng ăn không là tiêu anh em chỉ có đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đếm bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha với môi với coi lễ được rồi. Trời hết thiệt hả? Em ơi em đừng lo ngày bên em luôn luôn có anh. Em một câu khi yêu là cười. Đến bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu. Hai đứa sau này là đồng dòng kéo theo đàn trai mừng lắm. Coi bối mẹ ngày 25 nàng mời anh tới anh đón em về kết tình trăm năm.
khoảng 4 người á, 4 người. Thế giờ mới biết được nè.